tao xem thằng nào mà dám giao mặt với Khánh Điên này. Đại ca, dừng lại. Nói gì đại ca? Nó trong nhà người của đại ca ra đó. Là thằng đó đó hả? Ngon đó, nhìn ngon đó. Đây. Dạ. Mày từ Nhật với Nhi về đúng không? Nhi. Dạ, Nhi nào em ở đây em không quen ai tên Nhi à? Lúc nãy tao thấy mày mang hoa tới nhà Nhi, ai người tình tứ lắm kìa. À, mày hiểu nhầm cái chuyện này rồi. Dạ. Không hiểu nhầm gì hết. Mày biết Nhi là ai không? Dạ. Nhi là người yêu của tao. Ở đây ai cũng biết Nhi là người yêu của tao hết. Thì là mày còn dám mang hoa tới nhà chú dỗ quấy. Dạ. Chuyện này cả anh hiểu nhầm rồi. Không hiểu nhầm gì hết. Mày không phải là một thằng đàn ông không? Nếu như mày là một thằng ông thì hãy mang găng vào đấu với tao. Đi ra đây. Dạ dạ. Cả anh thử đi đại ca. Cả anh hiểu lắm đấy, để cho em giải thích tí được không cả anh? Cả anh ơi, em không đánh nhau đâu cả anh ơi. Dạ. Hôm nay tao phải đấu với mày. Dạ. Nếu như mày thắng tao bỏ cho mày, em không đánh nhau đâu anh ơi. Còn nếu như mày thua, coi như mày xui. Dạ. Được không? Dạ. Anh ơi, em không đánh nhau. Đang đánh nhau, không thấy ạ? Lên, có làm sao không? Dạ, đau quá. Tự nhiên đại nhém quá trời luôn. Đó cậu, tôi khuyên cái đầu. Đến giờ đã đi. Đừng găm gây rối mất tập trung công công. Đây là chuyện của tôi mà nó, không liên quan tới ông. Còn ông thích chịu đoạn hay nó thì hãy mang găng vào. Này cậu, cậu hãy bình tĩnh. Nếu công muốn đấu, tôi về thể thao này đấu với công một hiệp. Được. Muốn đấu thì mẹ đeo găng vào đi. Đeo găng vào. Được, bình tĩnh cậu. Đây, dẫn lên heo ra. Đứng lên đi. Đại ca, có sao không đại ca? Mày đánh được không? Đánh vào đại ca em. Nào, cậu có muốn đánh được không? Đứng lên. Dạ, cảm ơn anh ạ. Khi này không có anh, chắc tụi nó đã nhém bầm dập luôn đấy. Chắc cậu chưa biết, mấy thằng này trước nó đi bộ đội về rất là hồng hách. Khu vực ở đây không thằng nào dám đụng cho nó. Hôm nay có cơ hội, tối mới dạy cho nó được một bài học. Dạ. Để cho nó biết không thể nào đi ước hiếp người khác được. Dạ. Đúng là nhìn thấy tụi nó hồng hách thật đấy anh. Mà
em giúp ông anh đi bắn hóa đó, tự nhiên tụi nó chân em lại đập em một trận. À, dạ. Nhìn cầu là chắc là không phải người ở đây. Dạ, em ở Sài Gòn mới về, được nghỉ học 2-3 ngày, em về đây chơi với ông anh. Ông anh của em đi lấy vợ ở dưới này. Em về đây đi tránh thủ giáo hóa cho anh chị bán hóa. Dạ. Thôi, nhà cầu đâu? Để dạ, tôi đưa cầu về. Đi dạ, xong tụi nó lại trên đường. Dạ, nhà em trên đây. Thôi anh rút ha. Dạ. Thôi đi.